Ui anh Quân ơi, sao phơi gỗ cháy đen mà lại thủng cái lỗ to như thế này? Nani? Bắt đầu nhìn hơi căng nhỉ. Nhưng mà thực tế thì không phải là thủng đâu em nhá. Anh đang muốn thiết kế một cái điểm nhấn. Bởi vì em có nhớ không, trên cái bố cục ban đầu của mình thì đây nó là một cái cây cầu để đi vào trong cái cổng làng. Thế thì anh muốn thiết kế đấy là trên cái cây cầu này nó sẽ có một cái dòng nước nó chảy. Thế thì anh sẽ khoét cái đoạn này ra để làm thành một cái phần nó thực sự là rất là tự nhiên. Đấy, nên là em cứ yên tâm là một là không phải là mình đang làm hỏng gỗ của khách. Và hai là em cứ chờ đi. Một thời gian nữa em sẽ thấy là đây chính là một trong những cái điểm nhấn mà vừa tự nhiên lại vừa có một cái sự sáng tạo của Bùi Gia ở trong đấy nhá. Và đây thì mới chỉ dừng lại ở trong cái khâu mà anh đang phá khối thôi. Anh đang tạo hình cho cái cây cầu, tạo hình cho các cái lùm cây và các cái chi tiết nhân vật. Cho nên là em cứ chờ thời gian nữa là sẽ ra nhiều những cái chi tiết cho em dễ cảm nhận hơn nhé.